Thưa quý vị và các bạn, đợt dông lốc cực đoan xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 5 đã làm 2 tàu cá và 8 ngư dân ở Thừa Thiên Huế trôi dạt và mắc cạn khi mà đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng 8 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng ứng cứu tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm do lốc xoáy. Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, thành phố Huế nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TTH-91075TS và TTH-92349 cùng 8 thuyền viên bị dông lốc sóng đánh đứt neo và trôi giạt, là một tàu chìm tại chỗ, một tàu bị sóng đánh lên cạn thuộc bờ biển thôn Cự Lai Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang. May mắn không có thiệt hại về người. Sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động 2 tổ công tác, xã Phú Thuận và xã Phú Hải, cùng 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Thuận, xã Phú Hải và các cơ quan chức năng có liên quan tham gia triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.